Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Santa Ana. Căn nhà này được rao bán là 749.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.200 square feet và lot size là rộng tới 9.000 square feet ha. Tọa lạc trong một cái khu cũng rất là yên tĩnh tại thành phố Santa Ana và cái giá nó cũng khá là phải chăng. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và quay một vài hình ảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến những chi tiết về căn nhà này cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok, đây là phía trước của căn nhà này. Mọi người thấy không, cái căn nhà nó nằm phía trước mặt của mình đó. Nó nằm trong một cái circle ha, một cái khu vòng tròn khá là yên tĩnh, cuối đường. Cái khu này thì cũng ok là tại vì nó nằm riêng biệt. Đó mọi người thấy không? Cái đường nó nằm ra tới cái đường lớn là đường ở ngoài đi vô ha. Cũng không có nhiều xe đậu. Đó. Nhà cửa thì cũng rất là sạch sẽ tươm tất. Ở ngoài thì họ đã sơn sửa lại hết rồi ha. Không biết bên trong thì như thế nào. Khu này thì nó cũng nằm gần downtown Santa Ana, nó cũng không có phải là nói chung ra là nó cũng không xấu, nó là trung bình thôi ha. Giá nó cũng khá là ok thôi. Mình nghĩ cái giá 750 này thì chúng ta cũng không có nên trả lên quá là cao. Đó, để chút mình vô. Được cái là cái nhà này nó nằm trong một khu rất là yên tĩnh. Và phía sau thì nó có cái phần đất rất là lớn để chúng ta có thể làm này làm nọ. Phía trước mọi người thấy không, nó không có chiếm nhiều cái vị trí ở cái sân trước, nên nó rất có nhiều potential để chúng ta có thể xây ADU ha, làm này làm nọ được. Bản thân căn nhà thì nó chỉ có 1.200 square feet thôi, nó cũng khá là nhỏ. Rồi bây giờ mình đi vào trong. Alright, bây giờ mình đi vào bên trong cái căn nhà này. Đây là cái khu vực nhà bếp và cái khu vực phòng khách. Thì cái khu vực nhà bếp mình thấy còn bên trong cũng còn khá là mới mẻ. Họ cũng giữ rất là kỹ sân phết này nọ, sàn nhà cũng còn rất là ok. Cái đặc điểm của căn nhà này thì họ có ngăn một cái bức tường, họ ngăn cái phòng khách ra, họ làm thêm một cái phòng ngủ nữa để họ cho thuê. Thì đây là cái bức tường này mọi người. Thì đây là cái phòng mà họ ngăn ra ha. Thì hồi trước là một cái phòng khách bự thiệt bự. Và cái nhà này á, trên giấy tờ là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, nhưng mà hiện tại là có 4 phòng ngủ 2 phòng tắm. Những cái phòng ngủ ở đây á, thì nó cũng khá là bự và nó sao nó rất là thoáng ha. Bên trong thì mình không có quay được nhiều. Cái phía bên trái mình là cái ADU, cái là mình đây là cái đường ra phía sau. Thì cái ADU họ làm không có permit mà cũng có được phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp này nọ. Thì nếu mà ai mua cái nhà này thì được thêm một cái nguồn income từ cái ADU là cỡ 1.100-1.200 gì đó. Phía sau họ còn rất là nhiều đất, tại vì cái nhà này cái lot size tới 9.000 lần, thì mình có thể xây thêm một cái ADU riêng rẻ nữa đó. Thì cái nhà này mình thấy nó có rất là nhiều potential. Và cái giá thì mình nghĩ rằng có thể lên tới 770-780 cũng không chừng ha. Tại vì cái nhà này khu vực này cũng khá là ok đó, có nhiều đất rộng rãi potential. Thì nếu như ai thích cái nhà này và thích cái video này, xin hãy liên lạc với mình ở số phone là 310-480-7779. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779 nha. Đây là mình quay là những cái bên trong phòng ngủ và phòng tắm cái nhà này á. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Ok, rồi, bye bye.